chỉ đi trước thì bao giờ mới kịp nó. Đi thôi các bác. Các bác thân mến, cứ mỗi năm là đến mùa săn ong rừng lại có những cái chuyến đi rừng. Thực sự tôi vẫn nói là thích, năm nay là năm thứ 12 rồi. Anh em tôi chui rừng, đi săn mật ong rừng và ghi lại những cái ký sự rừng già gửi các bác. Thế năm nay tôi có hai cái tin vui để chia sẻ với các bác. Tin vui đầu tiên ấy, tin vui của gia đình thôi. Tôi năm nay lên rừng muộn hơn mọi năm một chút, bởi vì là gia đình cũng mới chào đón thêm một thành viên nhỏ. Con còn nhỏ nhưng mà bố cũng tiếp tục phải đi rừng rồi. Thì đấy là cái tin vui đầu tiên, rất là vui, thật sự rất là vui. Năm nay là có cháu nhỏ cho nên là nó tôi lên bản nó cũng sẽ muộn hơn mọi năm một tí. Thành ra là những cái chuyến đi săn mật ong rừng trước, ví dụ như các bác có để ý thấy năm ngoái chúng tôi đi tìm một cái cây to ấy, quanh tạc cái trận đấy dã man luôn. Nhưng hôm nay anh em không thể chờ tôi được, tôi bảo anh em cứ đi lấy đi. Thì cây đấy năm nay tôi lấy xong rồi, cũng được lượng mật cũng không bằng năm ngoái, ít hơn một tí thôi, nhưng cũng vẫn bằng tương đương đấy. Thì còn hôm nay thì chúng tôi sẽ đi một cái khu vực rừng mới. Chứ sự rừng già năm nay thì sẽ cố gắng là có 3 địa điểm rất là khác biệt luôn, không có giống tận địa điểm năm nào cả. Hôm nay là đi là cái địa điểm đầu tiên. Chúng tôi đi xong cái, tôi về bản nghỉ một ngày. Xong rồi tiếp tục đi còn 2 địa điểm nữa các bác ạ. Nên là rất mong các bác sẽ đồng hành cùng anh em tôi. Chuyến này đi thì khả năng sẽ ở 2 đêm 2 ngày trong rừng. Đi tiến trong này. Thế còn một cái tin vui thứ 2. Tin vui thứ 2 thì cũng 12 năm rồi, cũng có quá nhiều cái thay đổi. Cái thế hệ trẻ trải qua với chơi rồi, đi cùng với tôi rồi, các bác xem những cái phim các cháu đi cùng tôi giờ lớn hết rồi. Thì 2 ngày nữa là đám cưới cu cử. Thì thành thật phải nói là rất tiếc là tôi không thể ở bản để đám dự đám cưới của cháu được. Bây giờ cũng đang vào cái mùa mật ong giữa mùa rồi. Tôi tranh thủ phải cố gắng từng ngày đi xong cái lại phải về dưới nhà dưới Hà Nội để phụ giúp gia đình, để trông cháu nhỏ nữa. Thế nên là không thể chờ thêm 2 ngày. Nên rất mong là các bác có xem đoạn này hết sức thông cảm. Thế còn cử thì hôm qua bố mẹ cháu có sang, tôi nói rõ vấn đề rồi. Là hôm nay là đi rừng mất rồi, ngày mai với đám cưới thì tôi không thể chờ thêm được 2 ngày. Thôi thì mọi người cũng sẽ thông cảm thôi. Thì các bác cũng nhận là 2 cái tin vui như thế tôi muốn chia sẻ. Để tất cả những các bác đồng hành cùng Hoan Phúc trong mười mấy năm vừa rồi. Còn đây bây giờ đang đi. Nói chung là chuyến này đi tôi có vẻ là yếu hơn mọi lần đấy. Mình cũng vừa trải qua một cái trận ốm khoảng tuần. Năm ngoái thì ốm trong rừng, năm nay thì ốm ở nhà. Càng đi vào trong này càng tối các bác ạ. Một cái thân cây rất là to đổ này. Tôi nhớ không nhầm là cây này là cây hoa đỏ đỏ, gọi là hoa son môi gì đấy. Thế còn suối khe nước trên này thì rất là trong. Tôi chưa đi trong cái khe lần này lần nào cả. Đây cũng là lần đầu tiên đi. Đuổi theo bọn này mệt. Thằng Kỳ đi trước thì nhanh quá. Đi từ từ thôi. Đến đây gì à? Nghỉ đấy chứ. Ôi. Còn ai Tháo đi trước thì cũng cản nhau được. Đi với thằng Kỷ với anh Tấn đi trước thì đi nhanh lắm các ông này. Thằng nhất là thằng Kỷ đấy. Quần đùi áo phông chui rừng. Nhưng mà khả năng lát nữa đến cái điểm kia là chúng tôi phải leo lên trên đồi, là chúng tôi sẽ mặc quần dài. Còn đi theo khe này chơi quần đùi luôn cho nó thoáng. Lên đường tiếp thôi các bạn ơi, đi thôi. Còn đi được nửa đường rồi đấy, còn một nửa đường nữa. Tiếp tục đi. Cái khe này nó khá là ồn các bác, vì khe khá to, nước nó chảy nhiều đoạn rất đẹp. Tôi không quay phim được vì nó mình nói là không nghe thấy cái tiếng nước đâu. À tiếng nước nó chảy át cái tiếng nói của mình. Thứ hai là cái khe này khá dốc, nên là nó tối lắm.
Đây này, ba lô anh thêm này, đi còn có nước đầy mà còn mang theo một chai nước to này. Nước này khác không có nước thường. Khổ thế, đi rừng thì thiếu gì nước đâu. Khe đầy thế này mà vẫn còn vác theo nước. Thực sự với các bác là rất đẹp các bác ạ, khe này cực đẹp luôn. Nước nó rất trong và nó có lượng nước đủ thành những cái vũng vũng như này. Trên cái này nó dâm, nhìn đẹp lắm. Ôi lên đây anh em bảo càng đi càng khó đi mà đúng thật các bác ạ. Đẹp thì vẫn đẹp, nhưng mà bắt đầu đi là gặp thác nhiều rồi. Thác to. Ôi đẹp chưa. Có những cái cây gỗ to nó đổ xuống là lâu năm rồi nó mọc rêu hết này. Này, thác này. Ôi đẹp ác thật đấy. Nhưng mà giờ phải leo lên đây rồi đi tiếp. Bên trên tôi sẽ quay xuống dưới các bác nhé, đẹp lắm. Đây đứng ở trên thì nhìn xuống này. Vũng kiểu này anh em bảo cái con cá pa mi có nhiều lắm. Vũng to mà. Chảy người kia. Còn mình là mình đang đi lên tiếp. Đúng thật, đi càng thấy khó hơn đoạn đầu ấy. Đầu nó dễ hơn. Đoạn này có một cái vách đá rất đẹp các bác ạ, tôi từ xa tôi nhìn thấy rồi, đoạn này đẹp thật. Ôi này, vách đá này. Ôi đẹp thế. Chụp cái ảnh như nào. Toàn dây rừng các bác ạ. Đuôi tận trên được luôn. Vách đá nhắn thín luôn. Này, dây to chưa? Có nhiều bác hỏi là cũng có góp ý là sao không mùa săn ong rừng cho anh em tổ chức thành tour đi. Thật ra thì cũng muốn tổ chức lắm, nhưng mà vấn đề lớn là các bác sẽ không quen, đi đường này nó rất là nguy hiểm. Tôi chỉ nói là không quen thôi chứ không bảo là không ai không có khả năng cả. Đi nhiều thành quen, như tôi cũng thế. Ngày xưa đi thì anh em còn lo bọc hậu cho mình. Mình bao giờ đi vào giữa, người đi sau, người đi trước, bảo vệ mình ở giữa. Nhưng mà bây giờ là kệ thôi, ông đi nào thì ông đi. Đúng kiểu bây giờ mình cũng người bố bản rồi cho nên là cứ đi thôi. Ô, leo quá thế. Sao không đi đằng này anh thêm? Đằng này đi khó à? Thế mình leo đằng này à? Ôi. Để anh thêm leo lên trên, tôi leo lên. Không đơn giản thế nào các bạn, thấy chưa? Cái giá cái này leo chẳng may trượt chân, rất là phức tạp. Thấy chưa? Leo một phát từ khe nước dưới kia, lách đá thẳng lên đây. Xong lại tiếp tục chui theo cái hướng này. Ô cái đường này đi cũng càng đi càng khó thật. Nói chung là con ong rừng thì nó cũng khôn lắm các bác ạ. Nó toàn ở những chỗ khó, hiểm trở. Mình đi tìm nó thì cũng hết hơi. Đấy các bác vừa thấy có hòn đá. Lúc anh thêm leo lên nó lăn dưới này không? Lúc đầu anh thêm leo lên tôi bảo anh thêm để anh thêm leo lên đã. Xong tôi mới leo bởi vì là sợ là người trên đang leo nhá. Mình lò dò bám theo sau ấy. Trong cái hòn đá nó sập cái đó, nó lăn vào người sau. Nên là kinh nghiệm là những cái vách đá nó nguy hiểm thì cứ để từng người lên một. An toàn rồi mình đi tiếp. Tôi nhớ những cái năm đầu tiên là 2013, 14 ấy. Cái đấy săn ong rừng tôi vẫn hay chia sẻ thêm nhiều cái kinh nghiệm đi rừng. Lâu nay là mình cũng chia sẻ vì là hầu hết những bác nào mà đã xem ấy, là sẽ hiểu, xem từ ngày xưa rồi là sẽ hiểu. Thế còn các bác nào mới xem thì tìm xem lại các video cũ là tôi nói gần như là cũng chi tiết rồi. Dựa theo từng địa hình khác nhau nữa. Đây như thế, anh em tôi đang vừa nãy là leo cái vách đá thì mình không leo cùng nhau. Đi đường rộng này cũng thế. Không nên bám sát nhau quá. Ngạn cái người đi trước, người ta
cầm cành cây này, người ta kéo để người ta đi. Thế người ta thả ra cái, người ta vô tình thôi, thả ra cái, nó vụt vào cái mặt người đi sau. Nên mình cứ phải để có một cái khoảng cách an toàn từng anh em. Cũng may là cái khu vực rừng này đi từ nãy giờ chưa thấy có vắt các bạn ạ. Tôi đi trên dép tổ ong mà từ nãy giờ chưa thấy con nào bò ở chân. Tuy nhiều khu vực rừng này đi vào một tí là vắt bám đầy. Đoạn này hùng vĩ các bác ơi. Vừa nãy là một nhóm anh em khác là đi theo cái men khe suối ở dưới, còn tôi là ba anh em tôi là đi theo cái đường vừa nãy nhá. Đến đây là bắt đầu mình gặp nhau ở dưới này. Nhưng thêm một đoạn này đi khó cẩn thận, nhưng mà ở đây các bác nhìn này. Đây, leo xuống như thế này. Dưới kia kìa. Vực sâu tít kìa. Tận dưới luôn. Vách đá rơi thẳng đứng xuống. Nên bây giờ mình trèo xuống hướng này. Tiếp tục đi đây. Ra đây lại đi theo suối. À theo khe nước. Toàn vũng đẹp. Ồ, bây giờ lại chơi thẳng đến rừng gì à? Có phát à anh? Không có đâu chứ. Ô, bây giờ lại leo thẳng ở đây rồi. Khe kia chắc anh em lên được trước. Ô, bây giờ là đúng nghĩa là leo vách đá hoàn toàn đi hẳn như thế này. Nãy là mình leo bờ bên kia, bây giờ mình sang bên này và leo theo cái hướng bên này đi. Ở cái khu vực rừng này nó rất là hay là nó rất nhiều các cái vách đá nó phẳng lì các bác ạ. Nó như kiểu cả một cái miếng bơ to ấy, lấy dao cắt phát thế này. Đây này. Phẳng luôn. Các bác thân mến, có lẽ là gần đến khu vực có tổ ong rồi đấy. Đây này. Phấn hoa này. Nó rơi đầy rồi này. Đây. Vàng 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 này. Đó. Rơi đầy này. Anh em bảo sắp là sắp đến rồi. Ba rưỡi hả? Nó bảo 30 phút nhờ. Thằng ấy bảo 30 phút. Thế mà đi 1 tiếng rưỡi chưa đến nơi này. Chúng tôi xuất phát từ 2 giờ mà. Tiếng rưỡi rồi. Đến nơi chưa? Trèo đây à? 30 phút nữa. 30 phút nữa? 2 tiếng. Sao mà chưa biết đến đây. Các bác thân mến, bây giờ chúng tôi đến một cái ngã ba rồi. Đây là chỗ cái tảng đá thằng khỉ ngồi này, chi chít các cái phần phấn hoa này. Thì đến đây nó sẽ chia làm hai ngả, hai cái dòng khe khác nhau. Một dòng bên này, một dòng bên này. Thì hôm nay tôi sẽ đi cái dòng bên này. Vì trên này là có một cái cây anh em bảo có mấy chục tổ ấy, cây bị hướng bên này. Thế còn chúng ta sẽ ở đây hôm nay và ngày mai. Xong đến ngày mai và ngày kia quay ra ấy, thì mình lại đi lên sang cái khe bên này. Đây này. Thì anh em trên này là đã tham thính xong xuôi là có một cái vách đá các bạn, không phải vách đá trên phía đầu nguồn sông Đà đâu. Vách đá này khác. Tôi cũng chưa từng đi lần nào. Đây, đi lên hướng này. Ôi trên này mình mới nhìn qua thấy cái vách đá kia bắt đầu đi rất là khó, nhưng mà con này. Phấn hoa này các bạn này. Chi chít con đang đánh rơi này. Chỗ này là thằng tỷ bên này, nó là chỗ giao thông của nó. Bên này một hướng. Mình sẽ đi hướng bên này trước. Hướng bên này thì hẹn gặp các bác trong vòng vài tập nữa. Ta sẽ chiến đấu sang hướng bên này. Còn anh em giờ đang nghỉ ở chỗ nó ba luôn. Làm gì đây anh? Lấy gạo ra á? Bỏ bớt lại à? Chúng tôi sẽ ở trên này 2 ngày 1 đêm. Xong rồi sẽ quay ra. Hy vọng như thế, có thể là dài hơn. Nhưng mà tối thiểu là 2 ngày 1 đêm. Thì chúng tôi mang gạo với kia thì chỉ mang lên đủ ăn thôi. Còn lại mình còn để dành đi lên cái khe cái hướng bên này nữa. Rồi anh em đang bỏ bớt đồ ra, còn nó nhẹ bớt đi. Cái này có mạng có phát trực tiếp được không? Mạng á? À? Phát được. Nhưng mà đêm gì có mạng? Bảo công có mạng. Không có, đây mất sóng hoàn toàn luôn này. Thôi đi đây, lên đường thôi. Bây giờ mình sẽ đây là vách đá rất là to, leo thẳng dọc men đi lên trên cái cây tôi gọi là cây mạnh nguồn. Có mấy chục tổ đấy. Thác nước đẹp tuyệt vời luôn các bác ạ. Đầu leo lên thôi.
đang cún mà nhiều ngày. Sao mà đi khó thế? Ô, quay đá thẳng thế này cơ mà. Tôi chắc là phải bỏ máy ảnh vào túi luôn. Nhưng mà leo lên trên này đã. Ê, à, anh leo tận đi kìa. Đi thay. Sợ chưa? Hết rồi anh em, đến thôi, còn núi mình tôi đang ở dưới này. Thôi leo đã. Ôi trời ơi các bác ơi. Leo xong cái chỗ nguy hiểm mà cái này lên đây ngỡ ngàng luôn. Đẹp cực kỳ là đẹp luôn này. Một cái thác nước chảy từ trên kia xuống này. Cây to màu mọc lên. Hùng vĩ thực sự quá cơ đẹp các bác ạ. Nhìn nó tê tái luôn đấy ạ. Đẹp chưa này? Cái đá này, cái thác nước chảy xuống này. Anh em on theo cái đường hẻm bên này đi lên. Đẹp quá. Nhưng mà nguy hiểm quá. Đây tôi leo lên chỗ anh em vừa nãy đang chờ đấy rồi. Quay sang bên này là mình ngang các cái vách, cái khe nước ấy. Ui dồi ôi. Thực sự là mỗi khe nó có một cái đẹp riêng. Anh Tấn đang nhặt ít lá rau đắng nấu ăn. Đẹp quá. Đi tiếp đi. Tạm biệt những cái chỗ gọi như là nguy hiểm nhất mà cũng đẹp nhất rồi các bác. Bây giờ mình bắt đầu đi đường nó bằng hơn rồi. Các bác thân mến, bây giờ là 4 giờ. Coi chúng tôi đi tròn 2 tiếng. Anh em vừa bảo là đến nơi rồi. Tôi zoom lại đây các bác có thể nhìn thấy ngay luôn này. Mình tí mình sẽ lên tận trên. Mình nhìn nó sẽ rõ hơn. Đây. Ui. To chưa? Những cái tổ giữa màn hình nha các bác này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 này. Còn lên trên này nữa này. Mệt run tay luôn. Thôi lên gốc cây đã. Ok, lên đến khu vực chúng ta. Tối nay chúng ta sẽ ngủ nghỉ ở đây. Và ngày mai có một cái bãi, nói chung là gọi là bằng bằng một tí đây. Lăn ra đây ngủ đây thôi. Còn tí nữa lên cây kia thì mình đi hướng này. Vào chỗ đấy. Vâng. Ui, cũng mệt phết đấy. Được nghỉ ngơi rồi. Ngủ đấy ổn không các bác? Thôi cứ ngủ bưởi thôi nhỉ. Khỉ nó chạy lên gốc cây nó xem trước các bạn. Thằng kia thì nó nhanh lắm. Đi với nó rất là mệt. Mà thôi thì nó trẻ nó khỏe. Khỉ năm nay thì máu lắm các bác. Bảo với tôi là anh phải cho em đăng ký bằng này mà rong đấy. Vì là năm nay cu cậu cũng vừa lập gia đình, có con nhỏ nên là cái chi tiêu mọi thứ nó cũng nhiều hơn đấy. Tôi bảo thôi cố gắng đi. Năm nay làm ra được nhiều nhiều tí thì để dành chứ đừng có tiêu như mọi năm. Thanh niên thì nó cứ làm ra đồng nào nó tiêu đấy. Năm nay là có vợ rồi có con nên là nó cũng biết mặt nó rồi. Nó cũng cẩn thận hơn đấy. Và đấy là cái rất là mừng các bạn ạ. Thế còn hôm nay nhóm tôi đi thì mọi năm các bác thấy đi sông Đà thì có thể đông hơn. Nhưng mà năm nay thì chuyến này chúng tôi đi là ít hơn này, 80 anh em thôi. Thế còn sau chuyến này chúng tôi đi về bản thì lại tiếp tục kéo đoàn quân như năm ngoái đi lên sông Đà rồi sang bên kia sông Đà. Thế chuyến này sẽ có 3 chủ công chính là anh Tấn này, Kỷ này, Pan. Pan là đồng chí bằng tuổi tôi. Nếu các bác nhớ Pan ấy, ngày xưa tôi đi lấy một cái cây cũng dạng cái cây kiểu này là từ 2013 cơ. Từ đó đấy là đi cùng nhau rồi. Thế còn đây là anh Thay. Anh Thay thì năm 2015 là bọn tôi đi cùng nhau một chuyến bên sông Đà. Xong là được có một túng con này các bác ạ. Nó không ăn thua. Hôm ấy tôi với anh Thêm này, anh Thay này, với lại Sáng, anh Sáng, bốn anh em, càng Thiệu nữa, là đi được có túng con này thôi. Thế còn có một đồng chí nữa là bậc con cháu thôi, là thằng cu tên là gì nhỉ anh Thêm nhỉ? Thủy. Thủy à? Thủy. Thằng cu Thủy này thì là con của anh Đồng. Anh Đồng thì năm 2013 tôi với anh Đồng với lại Văn là ba anh em đi lấy một cái cây ở bên kia sông Đà ấy. Là đây là con trai của anh Đồng. Kỳ ơi, vừa đếm có bao nhiêu tổ? Ôi trời quá, chưa đếm được. Chưa đếm. Nhìn ngang nữa, chơi được. Bây giờ lên tận trên được không? Được cái gì, ta đi lên trên đã. Đi hướng này.
cũng đi khó đấy. Ôi dồi ôi, các bác nhìn đây này, đến gốc cây rồi này. Có chứ. Ôi đang thở các bác ạ, à. Lên đây rồi này. Các bác nhìn cây này, tí mày đứng cạnh nhưng mày giang tay cho ta xem nào. Đứng cái gốc ấy. Nhìn trong cái ảnh như thế các bác, đây này, quay cao lên này. Kinh dị chưa? Cây này gọi là cây mạnh mùi. To lắm. Hôm nọ anh em lấy rửa chừng rồi nhưng mà nó trăng nó sáng, thế là phải quay về. Cũng lấy được một ít rồi đấy. Tí nữa tôi sẽ quay đằng treo trên này. 5 can rồi. Kêu kia, 5 can à? 5 can thôi. 5 can có nghĩa là 100 lít rồi đấy các bác. Lấy một chuyến trước rồi đấy bọn nó. Anh em treo lên nó chỉ cắt lấy cái bầu mật thôi. Thế còn lại không động cái nong thì là 10 15 ngày sau quay lại là có mật tiếp. Hôm nay là chuyến thứ hai này. Đây, cây ở đây. Đây bây giờ mình đi lên trên mình nhìn ngang các bác thì nó mới rõ được chứ còn đừng có dưới gốc cây không nhìn thấy gì đâu. Nó đen nó tối mà. Đây các bác ơi, mình trèo lên trên rồi. Nhìn ngang tổ nhá. Đây chính là cái cây to này. Rất tiếc là nó vẫn mặt trời nó mọc hướng bên kia cho nên nó hơi tối. Tôi zoom lại nhá. Một này. Hai này. Toàn tổ to các bác ạ. Đây. Hai tổ to đùng này. Trên này nữa này. Đến thế nào kìa ơi, đến thử xem nào. Cả bên này nữa cơ mà. Ừ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Bên này rõ hơn này. 19. 19 à? Còn 19 tổ nữa các bác ạ. Ác liệt luôn này. Thấy chưa? Tổ ngoài này to nhất này, hai tổ này này. Hai tổ này. Đâu? Bảo to lắm. À ừ, ừ. Có một đàn bay rồi các bác ạ. Đây này có một đàn nó. Tôi quay góc này các bác có thể nhìn thấy luôn này. Nó trắng, nó vàng ươm rồi này. Nó bỏ đàn rồi. Đâu? Không nhìn rõ được. Leo cao một tí nữa xem nào. Đây thì nhìn thoáng hơn hẳn này các bác này. Thì nó vừa đếm là 19 tổ. Toàn tổ to lắm các bác ạ. Cả tổ bé thì hơn 20 tổ đấy. Ừ, mình chỉ đếm những cái tổ mình lấy được thôi chứ. Chứ còn tổ bé mình đếm gì đâu. Tối nay lấy. Cái tổ ong nó làm ở những cái cây ấy, nó rất là khác biệt luôn các bác. Hôm qua tôi vừa nói chuyện với Kỳ và thấy buổi chiều thì mặt trời nó lặn hướng nào Kỳ mà buổi chiều mặt trời thế nào sẽ lặn cái hướng đối diện với cái đồi. Đối diện với cái đỉnh núi cao. Tổ ong nào cũng thế các bác, cứ chiều mình đi ấy, mình leo được đỉnh đồi mình chụp ấy, thế nào cũng bị mặt trời nó đằng kia nó chiếu lại, nó rất là tối. Con ong nó làm nó có đặc tính của nó mà. Hướng như thế là có khi là nắng nhiều nhất thì tổ ong nó thích nắng khô ráo mà. Mà nắng thì mật nó cũng sẽ khô nhanh hơn. Nên là con ong nào nó làm thế này, chụp toàn tối, muốn chụp sáng thì phải, ở đây muốn chụp rõ thì phải đi buổi sáng sớm. Từ trước 10 giờ rưỡi là nó, mặt trời nó nghiêng hướng bên kia, bên này sang này, thì là mình nhìn rõ tổ ong. Qua tôi bảo Kỳ là mày lên nơi mày cố gắng mày lên mày trèo, mày cầm cái máy quay mày trèo lên kia mày quay ngang ấy, nhưng mà thôi chả cần các bạn. Nó lên được, nó chỉ đứng được ở cành này này, cái cành chạc chứ đoạn là dưới này. Đây, cái kim đoạn này thôi. Thì vì lên sát tổ ong quá, nó đông thế này, nó ra nó đuổi thì ghê lắm, nên là đứng sát tuần ấy quay nó cũng vẫn vậy. Thôi, không để anh em lên nữa. Lấy được bao nhiêu tổ? 13, 14. Lấy được khoảng 13, 14 à? 19 tổ nhưng lấy được khoảng 13, 14 đó các bạn. Vì có những cái tổ nó tận ngọn ngoài cùng mình không ra được. Nên những cành nó bé bé tí tí thì không thể làm dám ra, mà nó cũng bé thì chả lấy. Thì những cái tổ nó phía sát với cái thân chính, tổ to mà nó đỡ nguy hiểm. Thôi xuống đây. Tạm biệt, tối tối quay lại. Giờ mình quay về căn cứ thôi. Ui giời, cũng mệt phết đấy, đi bộ 2 tiếng, chân tay cũng lỏng lẻo bớt ra các bác ạ. Bây giờ là 16h22, 4h22 phút chiều các bác. Dự kiến tôi sẽ nấu nướng ăn cơm xong là khoảng tầm 8 giờ à? 7h30, 8 giờ là chiến nhỉ? Bằng cái này thì không ăn thua đâu, phải có nỏ. Bán đi. Ha 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 ha.